thế này, mấy cái này nữa, thôi lên hết đi. Ủa, đồ nào mà em? Anh không thích hả? Ờ, thích. Anh không được lấy cái này là của chủ tôi. Buông ra. Là cái tôi đây. Tất cả số tài sản đều được để lại cho cháu ngoại là Trần Khánh Nhung, với một điều kiện là tốt nghiệp khóa học đặc biệt 3 tháng ở Từ Tâm. Nếu không, toàn bộ tài sản sẽ được đưa vào quỹ từ thiện. Bà tôi không bao giờ làm như vậy. Cô đã hết cách rồi, hãy ngoan ngoãn nghe theo đi. Để qua cái khóa học này đó thì phải biết nuôi heo, trồng cây, nấu ăn. Tôi đã hết cách với cô rồi. Cô nên rời khỏi nơi đây, đừng làm phiền mọi người nữa. Thằng bé mà có chuyện gì đừng trách tôi. Tôi cũng như sao cô lỡ nhận nên mới phải vô đây thôi. Mấy người tưởng tôi thích sống ở đây lắm hả? Tôi cũng đã cố gắng làm được lời chỉ dạy của mọi người, nhưng mà tôi không làm được. Tôi không có làm được. Kể từ khi cô tới đây, ồn ào đổ vỡ xảy ra khắp mọi nơi, nhưng mà dần dần tôi thấy cũng vui. Cô ở đâu thì ở đó có tiếng cười. Ôi, hôm nay vui quá, cuối cùng em cũng được tắm, em